tôi đây canh tác thì mong ngày sau lũ đẩy kho. Nhưng mà đào ôm nó tân công hoài, la rồi thêm cố bông. Anh Tư lo lắng rồi lại già thêm đâu được chi. Sao nước ra ngoài cứ tìm mua liền đi. Một trái philia cho đào ôm tân xa. Từ khi có philia nó càng hết xuân dây. Từ khi có philia ôi đời vui hơn đây. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, hiện nay các trà lúa thu đông trên địa bàn tỉnh An Giang phần lớn đang ở giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Đây là thời điểm cây lúa dễ bị các đối tượng bệnh hại tấn công, nhất là đào ôn trên lá và trên cổ bông. Vì vậy, bà con thường sức quan tâm đến việc phòng trừ loại bệnh này càng sớm càng tốt. Thấu hiểu điều đó, chương trình Syngenta và tôi kỳ này với chủ đề dứt sạch đào ôn, cứng cây, đứng lá sẽ mang đến cho bà con những phương pháp giúp quản lý hiệu quả loại bệnh hại này. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Theo các nghiên cứu, thời tiết mưa nắng thất thường là nguyên nhân chính làm cho các ruộng lúa trong vụ thu đông bị đào ôn. Bệnh diễn tiến rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa. Trong giai đoạn lúa trổ chính, bệnh xâm nhập vào cổ lá, cổ bông, cản trở quá trình quang tổng hợp và vào chất dinh dưỡng của lúa. Nếu ruộng bị nhiễm bệnh nặng thì các liệu pháp trị bệnh sẽ không đạt hiệu quả, khiến năng suất bị sụt giảm, làm gia tăng chi phí sản xuất. Các nhà nông chia sẻ, để phòng trừ bệnh đào ôn, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp tổng hợp như vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, chọn giống lúa kháng bệnh, không gieo xạ quá dày và bón phân cân đối hợp lý, thì khi thấy bệnh chớm xuất hiện, cần tiến hành phun thuốc phòng trừ ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu. Dạ, xin kính chào quý bà con. Thì nãy giờ cũng trong cái quá trình mà chúng ta đi thăm đồng, thì hiện nay lúa cũng đang bước vào cái giai đoạn làm đồng. Và thời tiết thì gần đây nó cũng là khá bất lợi. Thì không biết là trong cái quá trình thăm đồng nãy giờ bà con mình có những cái băn khoăn nào bà con mình có thể chia sẻ được không ạ? Xin hỏi nói cái gì, như lúa mình hiện nay là nó đang đẻ nhánh, nó cũng có bệnh đào ôn. Rồi có anh có biện pháp nào chỉ cho nông dân xịt cho nó chặn rứng đào ôn lại được không? Dạ thì cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Dũng. Thì cái nỗi lo của anh Dũng thì tôi tin chắc rằng cũng là nỗi lo chung của bà con nông dân ở thời điểm này. Thì về phía công ty cũng có một cái giải pháp để giúp bà con mình quản lý cái bệnh đào ôn hiệu quả, đó là cái sản phẩm Philia 525SE. Và ở đây thì có anh Khanh là một nông dân cũng đã áp dụng cái sản phẩm Philia này khá thành công. Thì sau đây thì xin mời anh Khanh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình xử lý, quản lý đào ôn ở trên đồng ruộng của mình được không anh Khanh? Thì lúa tôi thì trong giai đoạn thì đẻ nhánh. Dạ. Tôi cũng thăm đồng nên tôi thấy nó có chấm kim xuất hiện trên lúa tôi á. Thì tôi cũng có xịt Philia. Dạ. Tôi xịt 2 chai là nửa lít cho 1 hecta. Dạ. Tôi thấy nó cũng hiệu quả. Vì ngoài việc là Philia nó xịt cho lúa đào ôn nó mau hết bệnh mà nó giúp cho cái lá nó dày lên, cái bẹ nó cũng dày luôn. Dạ. Cho nên bởi cây lúa nuôi nó chống được đổ ngã. Dạ. Thì em cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Khanh. Thì không biết là anh Khanh dùng Philia đã được bao nhiêu vụ rồi anh Khanh? Tôi xài cũng lâu rồi, cũng từ ngày mình ruộng giờ cũng 5 năm rồi. Dạ, thì cũng lâu. Thì em cũng thay mặt công ty cũng cảm ơn những tình cảm của anh Khanh dành cho cái sản phẩm Philia, cũng như là luôn tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm. Thì kính thưa quý bà con, như phần chia sẻ của anh Khanh thì sản phẩm Philia của Syngenta là một sản phẩm giúp bà con mình quản lý cái đào ôn rất là hiệu quả. Và ngoài ra thì trong cái hoạt chất của sản phẩm Philia nó còn giúp cho tăng cái hàm lượng chất xơ ở trong cây, giúp cây lúa của mình cứng cây, đứng lá. Thì việc này nó sẽ giúp hạn chế được những cái bệnh cũng như là những cái tấn công do côn trùng gây hại dẫn đến bất lợi cho cây lúa. Thì đối với cái lưu lượng là nửa lít trên 1 hecta thì Philia nó sẽ giúp bà con mình quản lý hiệu quả cái bệnh đào ôn ở trên đồng ruộng. Và gần đây để giúp bà con mình dễ dàng nhận diện được hàng chính hiệu của công ty Syngenta thì công ty có tích hợp vào trong cái nhãn chai cái công nghệ, đó là cái công nghệ nhận dạng hàng chính hiệu. Tức là khi bà con mình mang cái sản phẩm Philia này ra ngoài ánh nắng mặt trời thì trong ánh nắng nó có cái tia UV với quý bà con.
thì sau 3 đến 5 giây thì trên cái nhãn chai nó sẽ xuất hiện cái logo của sản phẩm Filia 525SE cũng như là cái logo của cái sản phẩm Syngenta. Và khi bà con mình mang cái sản phẩm này vào trong mát thì cái logo này, cái mực in này từ từ nó mờ đi. Thì đây là giúp bà con mình có thể dễ dàng nhận diện cũng như là tìm mua đúng những cái sản phẩm chính hiệu của công ty Syngenta. Và tôi tin chắc rằng cái sản phẩm Filia 525SE sẽ là một cái sản phẩm làm hài lòng bà con trong cái vụ này. Chúc bà con thành công. Filia 525SE là sản phẩm đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, cổ dế trên lúa. Sản phẩm có cơ chế tác động làm khô nhanh vết bệnh và lưu dẫn kéo dài, giúp gia tăng tổng hợp chất xơ, giúp cây lúa cứng cây đứng lá, hạn chế đổ ngã. Từ đó, bộ lá lúa đứng khỏe, quang hợp tốt, giàu gạo tới cậy. Với cơ chế độc đáo đó, Filia 525SE giúp tầm soát và tiêu diệt nấm bệnh từ bên trong, hạn chế sự hình thành và phát tán bào tử mới. Hiệu quả phòng trừ bền bỉ kéo dài, giúp chặn đứng ngay mầm bệnh và giảm thiểu số lần phun. Filia 525SE, một sản phẩm hữu hiệu để lùi bệnh đạo ôn, giúp lúa cứng cây đứng lá, góp phần mang đến những vụ mùa bội thu. Tôi đây canh tác thì mong ngày sau lúa đẩy kho, nhưng mà đào ôn nó tấn công hoài, lá rồi thêm cổ bông. Anh Tư lo lắng rồi lại già thêm đâu được chi. Sao nước ra ngoài cứ tìm mua liền đi. Một chai Filia cho đào ôn tan xa. Từ khi có Filia, nó càng thêm cứng dây. Từ khi có Filia, ôi đời vui ngất ngây. Chương trình Syngenta và tôi do công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.